Anh đến rồi này. Nhà có cái cửa màu vàng gì ấy? Vâng, anh vào luôn đi nhá. Ok. Cháu chúc hai bác an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Cháu lì xì hai bác. Chưa ăn chúc con được ăn. Ôi trời, bác xin cảm ơn. Cảm ơn. Dạ. Đây, chú lì xì con. Hai em cháu nhớ nhá. À, nhưng còn một em nữa ạ. Vẫn còn à? Ừ, ok. Phong bì cuối cùng con đưa cho em hộ chú nhá. Con chào chú ạ. Con chào chú. Chú ơi, còn hai bọn con nữa. Chú chào bọn con. Dạ. Nhớ quá nhỉ. Dạ. Đây. Lì xì. Trẻ con bây giờ nhớ nhất quá. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Cháu là bạn của cái đào ạ. Ồ, thì là vẫn còn đào mà. Đây. Bây giờ bác gọi cho cháu em đào ra đây để cháu mừng tuổi. Rồi bác gọi cho cháu em Mai. Thì nhà Kim Mai ở cách đây 2 nhà cơ mà cháu. Nhưng mà cháu đã có thành ý thì để bác gọi cái đào ra đây nhá. Đào ra đây con ơi. Biết thế mình xì bằng bánh plus cho xong. Lì xì với bánh plus không phiền toái, Tết thoải mái.